Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Omega Plus được sản xuất tại Mỹ. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Omega Plus cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Omega Plus Mỗi viên năng cứng chứa Omeprazone dưới dạng vi năng tan trong ruột 20mg Dạng bảo chế Viên năng cứng, hồng nâu đến hồng nhạt Công dụng và chỉ định của thuốc Omega Plus OMECAPLUS được chỉ định trong các trường hợp. Bệnh trào ngược dạ dày đến thực quản. Bệnh loét dạ dày đến tá tràng. Hội chứng Zollinger đến Ellison. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc. Chống chỉ định khi dùng thuốc Omega Plus. Chống chỉ định với bệnh nhân nhạy cảm với Omeprazone. Chống chỉ định trong trường hợp viêm gan tiến triển nặng. Chống chỉ định với phụ nữ cho con bú và phụ nữ mang thai 3 tháng đầu. Chống chỉ định dùng chung với Nenfinavir, quá mẫn với dẫn chất benzim và các thành phần khác của thuốc. Liều dùng và cách dùng thuốc Omega Plus. Liều dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Liều dùng thông thường như sau. Để giảm bớt chứng khó tiêu liên quan đến axit, Omeprazone được uống hàng ngày với liều 10 hoặc 20mg trong từ 2 đến 4 tuần. Điều trị bệnh trào ngược dạ dày đến thực quản, liều thường dùng là 20mg uống ngày một lần trong 4 tuần, sau đó thêm 4 đến 8 tuần nữa nếu chưa lành hẳn. Trường hợp viêm thực quản khó điều trị, có thể dùng liều hàng ngày là 40mg. Điều trị duy trì viêm thực quản sau khi lành là 20mg ngày một lần và với trào ngược axit là 10mg mỗi ngày. Điều trị loét dạ dày đến tá tràng, Uống hàng ngày một liều 20 mg hoặc 40 mg trong trường hợp nặng. Với loét tá tràng, điều trị tiếp tục trong 4 tuần, còn với loét dạ dày là 8 tuần. Để diệt trừ Helicobacter pylori trong bệnh loét dạ dày tá tràng. Omeprazone 20 mg, Clarithromycin 500 mg, Amoxicillin 1000 mg, uống 2 lần mỗi ngày trong 1 tuần, hoặc Omeprazone 20 mg, Clarithromycin 500 mg, Metronidazone 400 mg hoặc 500 mg hoặc tinidazone 500 mg, uống 2 lần mỗi ngày trong một tuần. Hoặc omeprazone 40 mg ngày một lần phối hợp với amoxicillin 500 mg và metronidazone 400 mg hoặc 500 mg hoặc tinidazone 500 mg. Hai thuốc này uống 3 lần mỗi ngày trong một tuần. Để điều trị loét liên quan đến dùng thuốc chống viêm không steroid. Có thể dùng liều omeprazone 20 mg uống hàng ngày, Liều 20 mg hàng ngày cũng có thể dùng để dự phòng cho bệnh nhân có tiền sử tổn thương dạ dày tá tràng mà vẫn phải tiếp trị điều trị thuốc chống viêm không steroid. Điều trị hội chứng Zollinger đến Ellison. Liều khởi đầu là 60 mg Omeprazone uống một lần mỗi ngày, rồi điều chỉnh nếu cần thiết. đa số bệnh nhân được kiểm soát hữu hiệu bằng các liều trong khoảng 20 đến 120 mg mỗi ngày, nhưng các liều tới 120 mg 3 lần một ngày cũng từng được sử dụng. Các liều hàng ngày trên 80 mg phải được chia nhỏ, thường là 2 lần. Omeprazone cũng được dùng để giữ phòng chống sặc axit trong quá trình gây mê, với liều 40 mg buổi tối hôm trước khi mổ và một liều 40 mg nữa vào khoảng 2 đến 6 giờ trước khi phẫu thuật. Trẻ em trên 1 tuổi và 10 kg. Điều trị trào ngược thực quản. Điều trị triệu chứng ợ nóng và hội chứng trào ngược dạ dày đến thực quản. Liều lượng được khuyến cáo như sau: 1 tuổi, 10 đến 20 kg, 10 mg mỗi ngày một lần. Liều có thể tăng đến 20 mg mỗi ngày một lần nếu cần thiết, 4 đến 8 tuần. Sản phẩm Omega Plus 20 mg có liều không phù hợp với đối tượng này, nên sử dụng các sản phẩm khác có hàm lượng phù hợp. 2 tuổi, lớn hơn 20 kg, 20 mg mỗi ngày một lần. Liều có thể tăng đến 40 mg mỗi ngày một lần nếu cần thiết, 2 đến 4 tuần. Nếu kiểm soát triệu chứng không đạt được sau 2 đến 4 tuần bệnh nhân cần được theo dõi kỹ hơn. Trẻ em trên 4 tuổi, điều trị loét tá tràng do hát. Vai khi lựa chọn liệu pháp phối hợp thích hợp, cần xem xét kỹ hướng dẫn chính thức của từng quốc gia. Khu vực và địa phương về khả năng kháng khu ẩn. Thời gian điều trị thường là 7 ngày nhưng đôi khi lên đến 14 ngày và sử dụng hợp lý các loại thuốc kháng khuẩn. Việc điều trị cần được giám sát bởi chuyên gia y tế. Liều lượng được khuyến cáo như sau. 15-30 kg kết hợp với hai kháng sinh omeprazone 10 mg, amoxicillin 25 mg trên kg trọng lượng cơ thể và Clarithromycin 7,5 mg trên kg trọng lượng cơ thể. Uống 2 lần mỗi ngày trong một tuần. 31-40 kg kết hợp với hai kháng sinh omeprazone 20 mg, amoxicillin 750 mg, Clarithromycin và 7,5 mg trên kg trọng lượng cơ thể. Uống 2 lần mỗi ngày trong một tuần lớn hơn 40 kg, kết hợp với hai kháng sinh, Omeprazone 20 mg, Amoxicillin 1 giờ và Clarithromycin 500 mg, uống hai lần mỗi ngày trong một tuần. Bệnh nhân suy thận không cần thiết phải điều chỉnh liều. Bệnh nhân suy gan, ở những bệnh nhân có chức năng gan suy giảm liều hàng ngày từ 10 đến 20 mg có thể là đủ. Người cao tuổi không cần thiết phải điều chỉnh liều. Cách dùng. Người lớn, uống nguyên viên thuốc không nghiền, không nhai. Uống trước bữa ăn, tốt nhất là trước bữa ăn sáng 30 phút. Với trẻ em dưới 6 tuổi, vì sợ hóc do khó nuốt, có thể mở nang omeprazone rồi trộn với một loại thực phẩm hơi axit, pH nhỏ hơn 5 như sữa chua, nước cam rồi cho nuốt ngay mà không nhai. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc Omega Plus. Trước khi cho người bị loét dạ dày dùng omeprazone, phải loại trừ khả năng bị u ác tính thuốc có thể che lấp các triệu chứng, do đó làm muộn chẩn đoán. Bệnh nhân suy gan Bệnh nhân suy gan phải giảm liều tùy theo mức độ bệnh gan. Tác dụng phụ của thuốc Omega Plus OMECAPLUS được dung nạp tốt, các tác dụng phụ thường nhẹ và có thể hồi phục sau khi ngưng dùng thuốc. Thường gặp ADR lớn hơn 1 trên 100. Toàn thân, nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt tiêu hóa, buồn nôn, nôn, đau bụng, táo bón, chướng bụng. Ít gặp, 1 trên 1 nghìn nhỏ hơn ADR nhỏ hơn 1 trên 100. Thần kinh, mất ngủ, rối loạn cảm giác, chóng mặt, mệt mỏi. Da, nổi mày đay, ngứa, nổi ban. Gan, tăng tạm thời trần sam in as. Hiếm gặp, ADR nhỏ hơn 1 trên 1 nghìn. Toàn thân, đổ mồ hôi, Phù ngoại biên, quá mẫn bao gồm phù mạch, sốt, phản vệ. Huyết học, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, giảm toàn bộ các tế bào máu, ngoại biên, mất bạch cầu hạt. Thần kinh, lú lẫn có hồi phục, kích động, trầm cảm, ảo giác ở người bệnh cao tuổi và đặc biệt là ở người bệnh nặng, rối loạn thính giác. Nội tiết, vú to ở đàn ông. Tiêu hóa, viêm dạ dày, nhiễm nấm candida, khô miệng. Gan, viêm gan vàng da hoặc không vàng da, bệnh não ở người suy gan. Hô hấp, co thắt phế quản. Cơ đến xương, đau khớp, đau cơ. Niệu đến dục, viêm thận kẽ. Hướng dẫn cách xử trí ADR. Phải ngừng thuốc khi có biểu hiện tác dụng không mong muốn nặng. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Thời kỳ mang thai Tuy nhiên trên thực nghiệm không thấy omeprazone có khả năng gây dị dạng và độc với bào thai, nhưng không nên dùng cho người mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu. Thời kỳ cho con bú Không nên dùng omeprazone ở người cho con bú, cho đến nay chưa có tài liệu nghiên cứu nào có kết luận cụ thể về vấn đề này. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc Do thuốc có thể gây tác dụng phụ nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt nên cần thận trọng dùng thuốc khi đang lái tàu xe hay vận hành máy móc. Tương tác thuốc Omeprazone không có tương tác quan trọng trên lâm sàng khi được dùng cùng thức ăn, rượu, amoxicillin, bacampicillin, caffeine, lidocaine, quinidin hay theophylline. Thuốc cũng không bị ảnh hưởng do dùng đồng thời maalox hay metoclopramide. Omeprazone có thể làm tăng nồng độ silosporin trong máu. Omeprazone làm tăng tác dụng của kháng sinh diệt trừ H. Pylori Omeprazone ức chế chuyển hóa của các thuốc bị chuyển hóa bởi hệ enzyme trong cytochrome P450 của gan và có thể làm tăng nồng độ địa Zepam, phenytoin và warfarin trong máu. Sự giảm chuyển hóa của địa Zepam làm cho tác dụng của thuốc kéo dài hơn. Với liều 40 mg trên ngày Omeprazone ức chế chuyển hóa phenytoin và làm tăng nồng độ của phenytoin trong máu, nhưng liều omeprazone 20 mg trên ngày lại có tương tác yếu hơn nhiều. Omeprazone ức chế chuyển hóa warfarin, nhưng lại ít làm thay đổi thời gian chảy máu. Omeprazone làm tăng tác dụng chống đông máu của Zicomarone. Omeprazone làm giảm chuyển hóa nidipin ít nhất là 20% và có thể làm tăng tác dụng của nidipin. Clactromycin ức chế chuyển hóa omeprazone và làm cho nồng độ omeprazone tăng cao gấp đôi. Omeprazone là chất ức chế enzyme CIP2C19. Clopidogrel được chuyển hóa thành chất chuyển hóa có hoạt tính một phần do CIP2C19. Việc sử dụng đồng thời omeprazone 80 mg làm giảm nồng độ huyết tương của chất chuyển hóa có hoạt tính của clopidogrel và giảm tác dụng ức chế tiểu cầu. Tránh dùng đồng thời omeprazone với clopidogrel. Hiện chưa có nghiên cứu đầy đủ về sự kết hợp liều thấp hơn của omeprazone hoặc liều cao hơn của clopidogrel so với liều lượng đã được cho phép của clopidogrel. Dùng đồng thời omeprazone và tacrolimus có thể làm tăng nồng độ tacrolimus. Dùng đồng thời omeprazone và dị gò xin có thể làm tăng nồng độ dị gò xin trong huyết tương. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Omecap Plus đồng thời biết cách sử dụng Omega Plus sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.